Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm qua thì mình nhà mình có khách cho nên là không thể đăng được clip cho các bạn cùng xem, cũng không thể chơi bời được một cái gì luôn. Chỉ tối rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, nằm ráo phơi nước xong là chúng ta có một cuộc live stream. Tối rất là vui, hôm qua chơi thật sự rất là hay và hài. Các bạn có thể coi lại trên kênh của mình. Nhà có khách thì tất nhiên là mọi thứ nó phải dẹp hết sang bên, bởi vì khách nó là một cái gì đó nó rất là quan trọng đối với người lớn, đặc biệt là của bố mẹ mình. Cho nên là vui chơi nhưng mà nhiệm vụ vẫn phải làm. Nghĩa là hôm nay mình mới đăng được clip cho bạn cùng xem. Trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay là mình đang chơi nhân vật tiền đạo. Nhìn cái bộ anh tiền đạo này đúng chất là thèm đi ngủ luôn á. Mình thả ra là có thể ngủ suốt cả ngày cũng được. Chỉ trừ đi đừng có đi vệ sinh thôi. Đừng có mắc đi vệ sinh, đi tè đó là mình có thể ngủ hết cả một ngày luôn. Sáng đóng một giấc phê pha, cùng lắm là 10, 11 giờ, 12 giờ dậy. Chiều chiều ngủ nữa cũng được mà không tiếc tiếc. Cơ chế giờ sinh hoạt rồi lẫn cả những cái gọi là thói quen của mình nó bị chèn ép bởi công việc. Thèm ngủ lắm luôn. Hôm nay mình chơi với Mirani. Các bạn biết Mirani rồi. Đây là một anh chàng cũng khá đẹp trai và cô gái mù tiểu bắp. Gọi bạn này là bắp cũng được. Mình rất là thích cái gối ngủ á, các bạn biết không? Cái gối mà quàng lên cổ giống như là nhân vật tiền đạo đây này. Bởi vì nó nhìn rất là stin. Và cái gối này thường thường là người ta hay đi xa ấy, đi ô tô ấy, thì họ sẽ hay kê vào cổ để họ có thể đỡ mỏi cổ hơn khi mà ngủ gật. Rất tiếc là nhà mình cũng chưa có ô tô. Nếu mà có thì mình cũng phải mua mấy cái. Rồi, mình sang đây mình đi cà khịa với Mirani, công chúa bong bóng của mình. Thực ra con hươu này chơi móc ảo lắm các bạn ơi. Cái thời nó mới ra mình thấy nó móc chán lắm. Tông này. Bây giờ thì nó móc ghê lắm, rất là sợ. Đây mình sẽ đi support cho Mirani. Đi cà khịa. Đã thấy Mirani cai có vẻ hay phết. Đây đây tông phát nữa. Này. Đi góp vui thôi. Nó không mang nhánh 12 giờ. Sao không trèo qua đây nữa? Ô choáng, hay quá. Đi cà khịa. Ui. Đừng, ui trời ơi. Cái quả nó bị body block, không là mình né qua được rồi. Buồn quá. Trời ơi, nó dí mình kìa. Không. Ôi, trúng rồi. À, hay quá, giật nước hoa được. Giỏi. Hay phết. Thôi chết rồi. À. Ôi, đừng. Úi dồi ôi. Tức không? Tức ghê luôn á mọi người. Đi cà khịa một tí thôi mà bị ăn đòn, trời ơi. Do mình ngu người, một sự ngu người nhẹ nhẹ. Còn đúng một máy. Cố lên. Cứu được không? Bây giờ dẹp lực lượng tới cứu. Công chúa, cứu. Ôi, nó mắc hụt rồi. Hay quá, không có nhánh 6 giờ. Chạy. Yeah. Hey. Vui ghê mọi người ơi. Ui, coi chừng nó móc. À, coi chừng. Ôi, nó móc. Ui dồi ôi.
ô với tưởng đập ván là được quả đấy cơ mà không được. Ui nó móc, nó móc. Ui đi chậm thế. Tôi chết rồi. Ôi may quá. Hồi nãy là mình ấn quả bóng mà quay ngược hướng nó, cái là nó không có bị choáng. Trời ơi, tông với cự ly gần quá. Thôi 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 thôi. Mình té đây, mình té đây. Ôi nó dịch chuyển rồi, nó dịch chuyển rồi. Nhẹ nhàng ghê mọi người. Các bạn nào mà muốn cười nữa, các bạn vào livestream tối ngày hôm qua mình có lưu ở trong cái mục danh sách phát đấy. Trời ơi, hôm qua chơi custom hay là chơi đấu với Hunter, Linh Ta, Linh Tinh đúng hài luôn đó mọi người. Mình rất là ấn tượng cái trận cao bồi, 3 cao bồi với một mỹ nhân. Coi, coi cười ỉa luôn á. Nó đâu rồi? À nó vẫn kia, nó vẫn kia. Thôi mình không dám nhây với bạn hươu đâu, giờ bạn ấy móc mình một phát nữa là mình chết. Uầy. Né, né, né nhẹ không là nó kéo. Ui. Đây rồi, cái đường này đi ra cổng đây. Ok, bay ra cổng thôi. Kìa nó xuống, nó xuống, nó xuống. Đi vào đi không nó kéo. Đi vào thôi, đi vào thôi. Vui ghê luôn á. Ok, mình quay trở lại với cái bộ đồ màu nãy. Nhưng mà nó từ màu xanh nó thành màu đen thôi. Không hiểu sao cái bộ này nó có hai màu, mình cũng không hiểu. Ai, phá vỡ. Ôi, gặp An kìa. Các bạn nói mình là anh ơi anh ra clip cai An đi. Đây, đúng nhu cầu của các bạn luôn ấy. Hy vọng là mình cai tốt để cho các bạn cùng xem. Nói chung là cai Hunter thì nó thuộc vào cái tỷ lệ may mắn và cái kỹ năng của các bạn nữa. Mình thấy đa số may mắn cũng khá là nhiều. Ui, tạo mèo hơi đần. Qua đây. Ủa không có lên nhánh 12 giờ à? Thôi rồi, tập thể dục luôn với mình đi. Bỏ mình luôn. Cứ tưởng là sẽ đuổi mình đến cùng, không mang nhánh 12 giờ. Tếu quá. Các bạn xem những cái nhân vật nào các bạn thích chơi á, thì các bạn sẽ mua và có thể lên YouTube gõ tên nhân vật đó cộng theo một cái dòng chữ đó chính là Top Player. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều channel họ đăng những cái video clip Top S, Top A các kiểu lên cho các bạn cùng xem. Mình rất là hay xem, đặc biệt là trên kênh Wesara. Rồi có cái trang gì Bút Đi, Bớt Đi gì nữa mình không nhớ. Coi những cái tip khá là hay. Và mình chỉ chủ yếu là mình coi Gu Trang với Rimwit thôi. Ui xồi ôi, sức hút lôi cuốn đã mang bà An sang đây. Mình chơi cái nhân vật này cũng khá là dở, thật sự luôn. Tông nhiều khi ngu lắm cho nên là mình cũng rất là ít chơi. Bởi vì nếu như mà mình chơi thì... Tông. Ôi nhanh thế. Trời ơi, vậy mà bạn ấy treo mỹ nhân lên kịp, không thể tin được. Ôi coi kìa, coi kìa. Trời ơi. Đầu bò, đúng là đầu bò thiệt chứ. Chết rồi, mỹ nhân bị trúng rồi. Do mình quá là. Mình chơi dở thật sự luôn, bạn thông cảm. Chủ yếu là clip mình xem cho vui thôi, các bạn đừng đặt nặng quá vấn đề. Mình cũng muốn là cứu bạn mỹ nhân. Đấy, ui giời ơi. Coi chừng dính mèo, coi chừng. Ôi rồi dính mèo rồi. Ui. Sạc. Bó tay luôn. Lần này đi sao. Mình chơi đúng dại, đúng thờ luôn, các bạn thông cảm. Né mèo rất là dễ, ngày xưa khó thôi bây giờ. Ôi ôi, lại dính mèo kìa. Bạn ấy nhảy vì hơi bị nhầm mèo. Rồi, trả thù.
Ôi giời ơi, bó tay luôn ấy. Bó tay, bó tay. Xin lỗi mỹ nhân nha, trời ơi. Ngại quá, ngại quá, ngại quá. Ngại quá, mỹ nhân lại được thoát rồi kìa. Ui, chị thương đúng rồi. Làm sao để có thể bẻ lái tốt nhỉ? Mình chơi con hề nó cũng có cái skill phi như thế này này, nhưng mà mình nhiều khi lái nó cứ bị ngẩn ngờ. Bởi đó là cũng là một cái lý do vì sao mình cũng rất là ít chơi cái nhân vật forward là như vậy. Dù là rất là mạnh, thật sự vào tay của người ta thì mình thấy rất là ghê gớm, nhưng vào tay của mình nhiều pha đần thối. Ủa, nổ máy chưa? Thôi, mỹ nhân bay rồi. Buồn quá. Mình sang đây mình sửa cái máy này cho xong. Mỹ nhân thật sự đang cũng khá là tốt, bởi vì bạn một mình bạn ấy đã cai được 4 máy rồi. Nếu như đồng đội mình sửa vèo vèo phát cũng là 5 cái đùa đâu. Giờ chúng ta sẽ kiếm một chút đồ chơi. Ôi, hình như là mình va chạm phải một con tim xinh đẹp của A nữa rồi. Hello. Không, không. Tại sao lại dí mình, kích hoạt máy mã hóa. Mùi dễ sợ luôn á. Các bạn đừng có dính vào con mèo nhé. An dễ dụ quá. Ôi, ôi, ôi. Ui. Hơi xui, hơi xui. 120 giây. Muốn tạo mèo của mình à? Thôi thôi, xong quả này dính mèo thật rồi. Ủa, ủa, ủa. À không, 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 không. Không thể dính được. Ơi, hay quá, mình vừa đi được luôn. Vẫn đuổi, vẫn kiên trì, có vẻ khá là cay. Được. Chúng ta cùng đồ đen. Kích hoạt máy mã hóa rồi. Coi kìa, coi kìa. Vẫn đang có một cơ hy vọng gì đó là muốn tạo mèo dính vào mình, nhưng mà không. Khi mà Hoan xoay cam thì mọi thứ nó cũng khác rồi. Tỷ lệ mà dính mèo nó cũng khá là thấp. Ý trời ơi. Xông lên nhánh 12 giờ. Tạo mèo. Ôi chết rồi, dính mèo rồi, dính mèo rồi. Con mèo nó đi vào ngay góc. Ui. Thôi chết mình rồi. Nổ máy, nổ máy. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cuộc chơi. Ai cha ơi. Có mỗi chỗ này thôi mà các bạn thấy. Đừng nói dịch chuyển nha. Nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Có mỗi chỗ này thôi mà các bạn thấy rằng là không lên nhánh 12 giờ thì đó là một sân chơi của tất cả survival rồi. Rất là sướng đúng không các bạn thấy? Mình bay qua bay về nãy giờ. Tông hơi ngu thôi, nhưng mà cái chỗ đấy cai khá là tốt. Cái nón này nó có hai cái vành vành, không biết là cái tai thỏ hay là cái gì. Mù đây rồi, mù đây rồi. Yeah. Súng, súng, súng. Súng, 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 súng. Cầu trời ra cái súng. Ồ, Mirani của mình đang bị dí kìa. Căng tay. Biết cứu được không? Trời ơi. Mù nhanh thật đấy. Gõ gậy phát chạy sang đây luôn. Tỉnh táo. Chị thương phát. Quá tỉnh táo luôn mọi người. Nhưng mà tiếc là bây giờ không còn nhánh 6 giờ. Cái tốt nhở. Nãy giờ vẫn thoát được. Chưa chết. Vẫn chưa chết. Vẫn chưa bị dính mèo luôn.
đổ thôi. Thôi xong, trời ơi. Sắp hết mắt đỏ rồi, sắp hết mắt đỏ rồi. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng đang chạy kìa. Nó đang lùi thời gian dần. Khi nào mà hết cái biểu tượng đó là dĩ nhiên là Hunter nó sẽ hết mắt đỏ. Ủa đâu? Nó cho ghế ở đâu? Ở bên đấy à? Hy vọng cứu được. Cứu được thì quá ngon. Chúng ta sẽ có pha highlight và có một cái video kết thúc có hậu. Ui xổ ơi, chìm bay đây đâu. Ui, dính mèo rồi. Thôi xong, quả này dính rồi. Chạy thôi, dính mèo nữa rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Đâu rồi, không biết cái cổng bên kia mở chưa, chắc chưa rồi. Chán quá. Súng không? Được cái súng thì quá là tuyệt vời luôn. Súng. Trời. Ước mơ của mọi nhân vật như mình thì toàn là thèm súng. Cứu đồng đội rất là ngon. Ồ, cai được 120 giây thoát luôn rồi. Còn mỗi một mình. Mình đi đường vòng. Thoát thôi, còn bé mù đâu rồi? Muốn thoát đi đứng đợi cậu mình chắc. Ô la la, cái hầm đây, cái hầm đây. Hunter đâu ấy nhở? Hunter đi đâu rồi ấy? Các bạn nên nhớ là cái gậy của ma thuật sư khi bạn tàng hình là chú ý là phải né nhá. Ô, cái mù bị sao đây? Ôi dồi ôi, bị gục rồi. Chắc là văng game rồi mọi người ơi. Chắc là bạn văng game rồi. Ok, và là mình sẽ kết thúc video clip ở đây thôi. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên ủng hộ channel của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.